ăn thử trái sầu riêng ngon nhất thế giới, Busan King. Nghe kinh là biết là vui rồi, là ngon nhất rồi đúng không? 310.000 một ký. Một trái này 2 ký mốt 735.000. Tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Nhân tiện là ba tôi với em tôi vô Sài Gòn, tôi mới dám mua cái này ăn thử, chứ không một mình chắc không dám ăn đâu. Ê, nhưng mà sao nghe mùi không nghe mùi sầu riêng, không nghe gì luôn á, nhưng mà nó tét ra rồi nè mọi người đó, nhưng mà không nghe gì hết trơn á. Sau một hồi vật vã thì cái muối sầu riêng nhìn lạ quá, nhìn cái muối sầu riêng nó rất là lạ luôn á, như muối mít nhá. Ừ, nó mít xẹp à, kiểu nó không có căng lắm ha. Người ta hộp lép nha, còn cái này là thịt lép. Cái muối nó mắc cười lắm mọi người nè, nó sẽ ơi giống muối mít ha. Y như trái mít luôn, nó rất là dẻo, nó dẻo lắm luôn á. Nhưng mà thơm không? Không thơm, không lạnh hết rồi. Không béo luôn hả? Em hỏi. Cái này đâu phải là sống đâu, phong trọng nó dẻo quéo rồi mà. Dẻo quéo mà dở quá hả? Gửi cái clip này cho người ta đi, kêu có phải vậy không hay là bị hư vậy? Giống bơ hả? Giống bơ sáp vậy á. Giống bơ. Không khác gì bơ sáp luôn. Thì cái trái sầu riêng hôm trước đó tôi nhắn tin cho shop, tôi hỏi là nó bị sao, nó bị non hay là nó bị sượng, thì shop nói là shop sẽ đổi lại cho tôi trái mới luôn. Và đây là trái mới. Trái mới này thì không có phải là ngon nhất thế giới, mà nó mắc hơn trái kia. Trái kia là 2,2 kg 730, trái này có 1,7 kg rồi 800 tròn trĩnh. Không biết có ngon hơn một trái này 800 ăn cái vỏ luôn được không ta? Mới mua gì có một ngày thôi nhưng mà nó đã thúi cái này rồi, cho nên là tôi lo tôi khui liền. Review sầu riêng gì đâu mà từ cái nhà cũ xong qua cái nhà mới luôn mới được review nè. Đây là cái loại sầu riêng Black Thorn, thì cũng giống như Busan King luôn, đều xuất xứ tại Malaysia. Không biết nó ngon hay không nhưng mà cái giá trị dinh dưỡng của nó rất là cao luôn. 100g sầu riêng bằng 147.000 calo. Ngoài ra thì nó còn giúp chống lão hóa nè, giúp xương và răng chắc khỏe nữa. Ui chảy láo nè chồng. Muốn được làm, muốn tự làm để coi nó ra sao. Ê, chị cho vợ đi, cho em nó đi. Nè, chứ này đứt không nè. Tẹt ra được không, cho tẹt đi. Thử thử chứ, nó còn cứng nhắc. Nè, tẹt đây nè. Nó vàng kìa. Nó vàng. Ui, nó vàng bắp luôn. Nó chung tẹt quá vợ ơi. Nó vàng khè luôn. Hôm bữa nó trắng nhắc nè. Không quan tâm luôn. Mày ăn luôn rồi nha. Phải cười cho vợ. Không, nó là lẹ lắm. Ui, nó vàng lắm. Trời ơi, cái muối nó tròn chỉnh. Ôi, cái muối này nó vàng hơn cái kia luôn. Ôi, không biết ăn ngon không nha, nhưng mà thấy hình thức là rất là ok la. Hình thức là rất là vàng và nó kiểu nó căng lên đó. Có khi nào nó căng vậy là do cái hộp nó bự nó chưa không ta? Đó, thành quả là một trái nó sẽ có bao nhiêu muối được cái thì không có cái muối nào lép hết trơn á. Muối nào cũng bự hết nha. Thơm thơm lắm. Nó đắng đắng. Ê, nó đắng như là sầu riêng trùng bò vậy đó. Wow, cái mùi nó đậm nha. Nhưng mà nó không ngọt nhiều, nó đắng nhiều. Nó đắng mà nó thơm. Nó ngọt thanh mọi người ơi. Gì vậy? Nó thơm quá vậy? Ôi ơi, thơm quá. Cắn vô đè vô cái sầu riêng nó tan chảy ra. Nó tan tới đâu cái mùi nó sốc lên trên não. Ê, cái đó thơm, anh. Thơm hết cả người luôn á. Thơm hết cả người. Nhưng mà bị một cái hạt không có lép mọi người ơi, hạt bự mà. Nào nó không bị mà vô cái hộp nó bự chưa không ta? Sầu riêng mất tiền mà hạt bự. Mà nói thiệt nha, thì sầu riêng Việt Nam ví dụ như là ri sáu ăn nó vẫn ngang ngửa cái này. Nếu mà sầu riêng Việt Nam mình biết lựa lựa trái mình ngon, cái như là nó ngang ngửa cái này luôn, mà giá nó rất rẻ luôn. Cho nên thôi đừng mua, tôi mua tôi review cho mọi người ăn thử, mình coi mình cảm nhận được rồi. 800.000 một trái này là nó mắc quá. Và sẽ đưa cho ba mình với em mình ăn thử nha. Bye bye mọi người.